Cách đơn giản nhất để cơ tăng nhanh hơn nhưng không phải ai cũng biết. Anh em không cần phải tập lâu hơn, cũng chưa cần tập các bài nâng cao hay nâng mức tạ hiện tại nhưng vẫn có thể kích thích cơ phát triển nhiều hơn. Khi nói đến chuyện tăng cơ nhanh hơn, hẳn anh em sẽ nghĩ ngay đến chuyện tăng thời gian tập luyện. Nâng mức tạ mình đang tập hay tập các bài nâng cao chuyên biệt. Có rất nhiều phương pháp để tăng cơ nhanh hơn nhưng cách đơn giản nhất mà tôi giới thiệu sau đây thì chắc chắn là anh em chưa nghĩ tới đâu. Nói rông nói dài thôi thì nói thẳng luôn đó chính là sự tập trung. Vậy thì tập trung như thế nào để tăng cơ nhanh hơn? Mời anh em xem bài viết Thí nghiệm khoa học. Vào năm 2009, một nhóm nghiên cứu người Mỹ đã tiến hành thí nghiệm rất đơn giản cho những người chưa từng tập gym thực hiện bài ngồi kéo xô, pull down. Các nhà nghiên cứu dùng xung điện đo độ tác động lên cơ theo nhiều cách tập khác nhau để tìm ra phương pháp tác động mạnh nhất lên cơ. Khi được hướng dẫn suy nghĩ và dùng lực từ lưng kéo thanh kéo của máy thay vì dùng lực tay thì độ tác động cơ tăng lên đến gần 20%. Anh em thắc mắc làm sao dùng lực từ lưng? Khi kéo xuống, thay vì dùng lực tay thì hãy kéo hai xương đòn của mình về sau, siết chặt cơ lưng trên khi thanh kéo xuống ngang ngược trên. Từ đó họ đi đến kết luận rằng sự tập trung khi tập sẽ làm tăng khả năng kích thích cơ trong cùng một tần suất tập nên giúp cơ phát triển nhiều hơn. Sự tập trung khi tập là gì? Sự tập trung này có hai loại là tập trung bên ngoài và tập trung bên trong. Tập trung bên trong, khi anh em vừa tập vừa nghĩ về nhóm cơ được tác động, tưởng tượng thêm áp lực và tạo lực siết lên nhóm cơ đó. Chỉ với việc đơn giản như vậy nhưng sẽ tạo ra con đường liên kết giữa não và cơ bắp, neuromuscular pathway, mạnh hơn. Mối liên kết này càng mạnh thì càng tăng cơ hiệu quả. Anh em có thể tham khảo thêm về con đường liên kết giữa não và cơ bắp trong bài viết dưới đây. Nên xem, khoa học chứng minh, tưởng tượng vẫn có thể tăng cơ. Tập trung bên ngoài. Đây là cách mà anh em điều khiển cơ thể thực hiện động tác. Phần tập trung này hơi khó một chút vì đòi hỏi anh em phải nắm vững nhóm cơ thực hiện động tác để điều phối lực. Ví dụ như bài nằm nâng hông thì anh em sẽ dùng lực từ mông để nâng cơ thể lên chứ không phải dùng lực từ đùi. Thay đổi tư tưởng tập luyện. Tôi quan sát trong phòng gym thấy rằng thật sự có nhiều anh em đang tập nặng quá sức, sai form mà không nhận ra. Lấy ví dụ bài tập cuốn tạ đơn bằng tạ đòn, khi tập nặng anh em sẽ có xu hướng đung đưa tay trên để tạo lực cho tay dưới cuộn tạ lên. Tập như vậy thì khả năng chấn thương cao nên tôi khuyên anh em nên thay đổi suy nghĩ, chọn mức tạ vừa sức kết hợp với sự tập trung như tôi đã nói ở trên thì kết quả vẫn tốt mà lại an toàn. Chú ý những lúc hạ tạ, thời gian hạ nên bằng hoặc gấp đôi thời gian kéo lên để hưởng thêm lợi ích của quá trình eccentric. Anh em có thể tham khảo thêm về quá trình eccentric và concentric trong bài viết sau đây. Nên xem, lỗi nhập môn nhưng gym ở lâu năm vẫn có thể sai là gì? Mỗi người có thể trạng, cấu tạo cơ xương khớp và thâm niên tập luyện khác nhau nên đừng cố gắng chạy theo mức tạ của ai cả. Hãy chọn mức tạ phù hợp kết hợp với phương pháp tập đúng thì kết quả đạt được vẫn cao. Chúc anh em tăng cơ nhanh!